trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Đặt chưa? Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3 để em suy nghĩ nha. Anh Giang thì Thuận. Đấy. Anh Giang thì Thuận. Đấy. Thuận tay trái. Đúng rồi. Đừng ai nhắc gì hết, đừng ai nói gì hết nha. Nhưng mà nhiều khi anh Giang anh đổi ý. Không. Anh nghiêng bên phải. Thôi đừng nói gì hết. Đừng nói gì em hết. Phân tâm. Ủa chứ nãy đổi em 3-4 người đúng rồi. Nhưng mà anh Giang thường thường á, thói quen của ảnh là làm gì cũng bên tay trái trước. Đúng rồi. À. Tự nhiên anh nói chuyện đúng rồi vậy. Anh nói chuyện đúng rồi. Ờ đúng rồi. Anh nói đúng rồi. Anh nói đúng rồi. Quá. Nói câu đó là mình đúng rồi. Cái nghiệp MC. Cái nghiệp MC. Sao hay thật quá vậy? Quên nó nghe âm thanh ha. Đúng rồi, coi Giang nó ra bột không? Đúng rồi. Mà người ta chơi là cái này là gọi là ịn bột. Còn nó quánh nha. Còn nó quánh nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Không phải chị Ngọc chỉ kêu em á. Mạnh lên chị Ngân. Mạnh lên. Nghe một cái bạch. Trời ơi, muốn mà dăng cái não người ta đang luôn. Trời ơi là trời. Thưa quý vị, đây là trò chơi thứ hai của Bảy Nụ Cười Show. Đây là trò chơi mà nó mang tính chất tâm linh tương thông. Mỗi trời ơi, em không mỗi có người cái đó. Sẽ chọn đối thủ, xin mời chọn đối thủ. Ủa là anh Giang có chơi chung đội em đó không? Không. Ủa? Ủa kiểu người mà. Ủa sao chơi mấy cái dơ cái anh không chơi? Không phải, chỉ hỗ trợ khi nào ban tổ chức yêu cầu thôi. Ban tổ chức là ảnh luôn á. Em xin ban tổ chức yêu cầu ạ. Ban tổ chức có yêu cầu anh Giang đâu? Chưa bao chưa bao nhiêu mùa rồi Trường Giang không có chơi dơ. Có, ban tổ chức kêu có kìa anh Giang. Có kìa anh. Có kìa. Tôi sống ngay thẳng không chơi dơ ai bao giờ. Ủa? Xin mời hãy chọn đối thủ đi. Anh Vinh thì phải là chị Lâm Mỹ Dạ rồi. Được. Nếu như em muốn già, mời em. Anh Vinh cái lực anh mạnh lắm á, chị cẩn thận. Lên. Ủa anh đánh chết luôn, chết luôn anh Vinh. Được rồi anh mạnh. Lên lên đi. Chân rồi. Ủa anh phải đổi. Trời ơi, cái lực tay của anh Vinh là chị bay đầu luôn á. Trời ơi, cái lực tay của anh Vinh là chị bay đầu luôn á. Nhưng mà anh Vinh ảnh ngờ nghịch quá. Chắc vào. Vinh chắc vào Vinh. Rồi, vừa thôi. Vừa thôi. Vừa thôi. Đây nè, bây giờ luật chơi như sau. Mỗi người sẽ có 3 lượt đẩy và 3 lượt né. Người đẩy sẽ không được hô. Và người không đẩy là người né sẽ hô. Dĩ nhiên cả hai đều bị bịt mắt. Vinh sẽ hô 1, 2 và 3. Thì Vinh có quyền qua trái hoặc qua phải. Nhiệm vụ của dạ bịt mắt sẽ chọn trái hoặc phải. Hên xui rủi mình sẽ dính bột của đối phương. Hên xui rồi. Anh bột. Đơn giản vậy thôi. 1, 2, 3. Mà em đẩy đây thì anh né được. Mà em đẩy đây là anh dính nè. Rồi bây giờ chúng ta đo về cái chiều dài của tay ha. Ngồi thẳng nè. Rồi chúng ta chỉ có trái hoặc phải. Chứ không có giày. Không ai đẩy xuống dưới này hết trơn á. Chứ không có mà anh né giày. Đúng rồi. Cái người bị động sẽ luôn là người được đếm. Dĩ nhiên là phải đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mà cái người bị động là người né luôn mà. Bị động là người né. Cái người đẩy là người chủ động. Mặc dù cả hai đều bị mắc. Đây. Tôi lo lu với lồ quá. Anh kêu như cho. Lu là lu á. Lồ là ghé lồ á. Anh kêu nhiều hơn. Chứ lu ơi lu nãy giờ. Không, khi nào kêu chó mới là chó. Quánh đôi chày. Thắng được chọn. 3. 1, 2, 3. Rồi, thắng được chọn. Em đẩy trước. Rồi, đẩy trước. Hai tay, hai cái. Nên nhớ mỗi lần dùng một tay nha. 1. Em thích chơi ngậm nước vô. Ảnh là đang hai tay hai cái luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi chị, đúng rồi. Vậy thì sao né được trời? Đâu, một là bên trái hay bên phải mà người ta chỉ chọn được một hướng thôi. Trời ơi, lu quay lu, không rành cuộc chơi hả lu? Trời ơi, em hiểu rồi, 1, 2, 3. 2, 3. Ý mà đưa trước luôn á. Rồi, chúng ta anh tiếp tục lượt thứ hai. Thêm nè. Một không? Lấy cái không. Này. Trời ơi, lùi tàn á. Lâm dạ tiếp tục đếm. Tôi nghi qua không nổi. Dạ tiếp tục đếm, nói chuyện anh, đi. Anh Vinh chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Hay quá. Hay quá. Một lượt cuối cùng. Nói chuyện đi. Nói chuyện gì giờ? Đâu có biết nói gì giờ. Rồi, bên nào? Anh thích bên nào? Anh thích bên nào? Anh thích bên trái. Anh thích bên trái. Wow. Nếu như anh thích bên trái. Em nghiêng bên trái cho anh được không? Em sẽ nghiêng bên trái. Để đi. Ủa quên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ê, hụt trái, bên trái rồi. Hụt. Bên trái, bên phải là một đường thẳng, bên chéo là bên sai rồi. Sai. Rồi xong. Chị đẩy thẳng thôi anh. Chị đẩy thẳng hai lần. Để cuộc chơi xem thú vị á, thì 1, 2, 3 là cái người đếm sẽ chọn vị trí trái phải đúng không? Ví dụ anh là Vinh nè, một hai ba là ba. À rồi lúc là đó. Đó thì dạ cứ từ từ phán đoán rồi đẩy. À đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà Vinh á, để tránh trường hợp á là bị đối phương phát hiện âm thanh thì Vinh cứ đếm 1, 2, 3 là di chuyển. Ok nha. Ok anh. Để cho nó hấp dẫn ha. Dạ sẽ Vinh thở nhẹ thôi và dạ sẽ bắt đầu đoán ha. Sau khi đoán xong thì thẳng tay thôi ha. Ủa, em muốn cần bịt bắt không? Có chứ. Cả hai được. Rồi, Vinh là người chủ động đếm cho nên nói đi. Ok anh. Ok anh. 1, 2, 3. Từ từ nha, thoát đi. Thoát cái gì bây giờ? Bên trái. Chứ đâu phải là em xéo mà bên trái. Bên trái. Dính rồi, được rồi. Rồi, nhưng mà ý là thoát vô để cho nó hấp dẫn, hiểu không? À, ban tổ chức cho chúng rồi. Ok, coi như là chọn tay nào là hướng đó. Bây giờ là mới có 1-0 thôi. 1-0 thôi. Hồi nãy thắng 2 nữa chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh đếm đi. Lượt này anh phải thắng 2 cái thì anh mới què được. 1, 2, 3. Anh qua chưa? Ra rồi. Rồi. Tập trung nghe từng hơi thở. Anh Vinh. À. Là vô chưa? Là không chính xác. Lòng bên. Cung lại. Là ảnh bên này hả? Đúng rồi. Cung lại chưa? Hiểu rồi. Còn một cái cuối. Anh đếm đi. 1, 2, 3. Sao nghe cái tiếng anh bên này nè? Em nghe cái chữ 1, 2, 3 nó qua đây nè. Gió nó lùa âm thanh qua đây nè. Chị thì chỉ có thể là bên khu vực này thôi. Thu tay lại và đẩy thiệt mạnh lên cho nó hấp dẫn nha. Thu tay lại và đẩy thiệt mạnh. Đất rồi. Em tưởng chị phải lắc leo lên. Chị quên bên tay kia. Không có bên này chứ. Vậy là ba ba quề. Phê, cặp này phê. Phê. Cặp tiếp theo ai chọn ai? Nào. Hả? Em với... Hả? Anh Giang. Em chọn tôi. Em chọn anh chứ ai nữa. Em chọn không anh. Trời luôn. Quán tôi xì. Ai trắng cho trước? Ok. Em ra cái gì? Em ra cái búa. 2, 3. Em là người thật thà mà. Anh ra cái gì? Em suy là ra cái gì? Anh ra cái gì? Em ra cái kéo. Em ra cái bao. Vất vơn thắng bại hả? Em ra gì? Sư huynh à. Coi chừng ông thao chứ. Coi chừng ông thao tâm lý. Em ra cái kéo. Em ra cái kéo, tại sao ra cái kéo? Em thích ra cái kéo. Ok là baby, 2, 3. Cắt đôi nỗi sầu. Cắt đôi nỗi sầu. Cái gì vậy? Không phải. Em xin thanh minh cho bé Ngân là nãy lúc cái kéo kìa của mày. Em bị liều. Tôi thấy em gì nè. Nói ra vậy nè. Em bị liều. Tôi thấy em rõ ràng vậy luôn á. Trời chạy trước. Em xin đến chính là gì nè. Đáng nhớ á, trong đầu là em ra cái búa. Nhưng mà anh nói cái kéo thì em. Trời chạy trước. 1. Cái gì vậy? 2. 3. Nói chuyện đi, thoát đi. Tôi mới nghe cái chân của tôi, cái chân của Thiên Ngân đụng tôi đây nè, mới đụng đây nè. Đúng rồi. Mà thường thường á không ai mà quay qua đây cái để cái chân bên đây hết trơn. Đúng rồi. Mà phải để ngược lại. Không được di chuyển. Nhưng mà đồng đội bên đây nói đúng rồi. Đâu được. Chắc là đúng rồi. Khi là sai. Đúng rồi, em xin lỗi. Lừa cũng được thì sao? Đúng rồi. Không có ai mà chúng tội mà trả lời đúng rồi. Nhưng mà anh Giang phán đoán quá đúng. Nhưng mà đúng rồi, em rồi, em nhắc tuồng người ta đúng rồi hả? Đúng rồi. Tiếp tục đi. Thôi, không có chơi vậy. Lần sau mà còn đúng rồi đó là tôi để nguyên cái thao vô mặt em luôn. Đúng rồi. 3, 2,
Một. Con bé này khoái về miền Tây ha. Hướng này là hướng đi qua bên Đồng Nai nè. Còn cái hướng Bến Tre là hướng này nè. Kỳ ta. Nói chuyện gì vậy? Anh nói gì vậy? Nói gì kìa anh. Cái cuối cùng đi. Rồi tiếp. Một, hai, ba. Cố tình cho tôi nghe bên đây. Không lẽ giờ tôi đẩy bên đây? Không được. Tôi phải đẩy bên đây thôi. Tôi phải đẩy bên đây thôi. Ê, hay quá. Hay quá hả Trang? Trời ơi, người ta đi về miền Tây, em trúng thủy lắm. Em đi một đường thôi. Ok. Thôi. Đâu phải ai miền Tây cũng trúng thủy như em đâu. Chị Ngân đeo khẩu trang rồi. Chị Ngân đeo khẩu trang hả? Chị Ngân đeo khẩu trang. Đẹp. Quên. Anh về miền nào? Miền Trung, miền Trung, miền Trung. Miền Trung, Đắk Lắk rồi đó. Miền Trung đất bồi phù sa. Đó là anh em mới chơi hả? Giọng mạnh lên em giọng nha. Sao anh hối hận vì quyết định này nhó? Thật chưa? Ghê. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3 để em suy nghĩ nha. Anh Giang thì Thuận. Đấy. Anh Giang thì Thuận. Đấy. Thuận tay trái. Đúng rồi. Đừng ai nhắc gì hết, đừng ai nói gì hết nha. Nhưng mà nhiều khi anh Giang anh đổi ý. Anh nghiêng bên phải. Thôi đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết. Ủa chứ nãy đổi em 3-4 người đúng rồi. Nhưng mà anh Giang thường thường á, thói quen của anh là làm gì cũng bên tay trái trước. Đúng rồi. Tự nhiên anh nói chuyện đúng rồi vậy. Anh nói chuyện đúng rồi. Cái nghiệp MC. Cái nghiệp MC. Sao thấy thật biết vậy? Quên nó nghe âm thanh ha. Cái rồi coi nhan nó ra bột không? Đúng rồi. Mà người ta chơi là cái này là gọi là ịn bột. Còn nó quánh nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Không phải chị Ngọc chị kêu em á. Mạnh ra chị Ngân. Mạnh lên. Nghe một cái bát. Trời ơi, muốn mà dân cái não người ta đây luôn. Trời ơi là trời. Không phải, thì Ngọc phải anh Giang nhờ cái chữ đúng rồi của anh á. Tỉnh khô ra bồ. Bữa qua nhà anh chơi cái con anh gặp nó. Không hợp. Hàng chi là vậy á, nó tiên đoán trước. Ôi xin lỗi anh Giang, không phải em không phải chị Ngọc nói em á là thêm 50% công lực. À là em xuống hả? Không phải, thấy nhẹ quá, nó không có ảo vui á. Không vui vậy là vui vậy. Nhưng mà đâu phải anh Giang là đội nào vậy? Anh là bên đội tăng cường á. Đúng rồi. Tự nhiên lại ông cái bộ đi. Này luôn. Đừng có thoại nữa, đừng thoát nữa. Listen. Rồi, bây giờ mắc cười quá chịu gì nổi. Lại ông tôi ở bụi này. Tôi sẵn sàng chưa? Anh Giang ơi nói đi. 1, 2, 3. Em giọng nói của anh Giang. Anh Giang lúc nãy á. Anh Giang lúc nãy á. Anh hỏi người đừng cười. Để em nghe giọng cười của anh nha. Hồi nãy anh thấy chọn trái rồi. Thì hậu lẽ nào anh lại chọn trái nữa. Em đoán là anh Giang á, lần này có thể ảnh nhiều khi ảnh đi theo con đường cũ. Hey, nhưng mà anh Giang thường á, lần này có thể ảnh nhiều khi ảnh đi theo con đường cũ. Hey, nhưng mà anh Giang thường á, ảnh sẽ làm bên này xong lại sẽ làm bên kia. Rồi bên kia. Tôi thấy anh, tôi nói anh không nói tụi chết chứ. Bên này á, bên đội bên này có những tiếng cười báo động. Đúng rồi. À gì à? À anh Giang á, thường thường là ảnh bên kia rồi là giờ anh sẽ qua bên đây. Anh Lực, giọng Lực. Tôi nghe rõ như giọng Lực à. Anh Giang hả là nãy bên kia rồi thì chắc chắn là anh sẽ làm bên đây cái tiếng Lực. Đúng rồi. Đó là một thủ thuật để nhắc. Không sao đâu.
Không, bây giờ mình mọi người im lặng, mọi người đừng nói. Mình mới có cặp, hai cặp thôi mà. Đúng. Nhưng vui. Mà vui quá, cặp này vui quá. Còn lần đó. Tôi nghĩ cặp này chơi luôn, cặp này vui quá. Nhỏ này làm như anh để gì em vui nữa hả Ngọc? Nhưng mà... Coi mặt anh kìa. Nó nói đâu là đúng tới đó. Vui lắm. Bây giờ không cười nữa nha. Đứa nào cười là vòng ngoài là tự xử một cái luôn. Ok. Anh ở nhà để em canh anh. Rồi, vô đi. Em còn cái đúng không? Một, hai, ba. Cái này mới khó nè. Nãy trái rồi, xong rồi phải. Xong rồi, không lẽ bây giờ anh lại trái nữa. Không thể. Em nói đó. Anh Giang không thể nào mà theo quy luật tự nhiên như vậy đâu. Đó mọi người. Anh Giang á, anh phải có một chút xíu mưu lẹo, một chút xíu lắc leo. Nhưng mà nhiều khi anh chọn bên này để anh đánh lừa em, nhưng mà anh Giang phải chọn bên này. Anh Giang phải chọn bên này. Anh Giang phải chọn bên này. Không có cười. Ta không có cười nha. Không có cười. Ngân nó có đẹo này không? Không có cười. Bạn ơi cười môi. Em mắc cười thiệt. Em rất cười cười môi. Khoan khoan. Dạ cười môi. Ngân nó có đẹo này không? Có. Đó. Dạ cười môi anh. Em nói đàng hoàng. Dạ đây là dạ cười môi. Người mình làm tôi thương nhất lại là người làm tôi đau á. Là ê ê này à, không lẽ anh Giang anh bị làm trái rồi, không lẽ anh trái nữa. Mình trái nữa anh. Dạ. Bên này cái tên à. Dạ cười. Dạ nó báo động dai mà. Kéo ba dạ. Đi. Nhưng mà lúc mà cái lúc mà là Ngân nói là chắc chắn Giang sẽ bên trái. Cái là dạ cũng không có gì hết trơn, nó cũng. Nhưng mà Ngân nói là không, anh Giang mà không đoán được là bên phải anh giảm. Chứ giống như là chết. Vậy vậy đó. Đen đen rồi, không, cái này người ta gọi là gì? Suy luận tâm linh tương thông. Đó là vì em hiểu anh Giang. Mà anh Giang cứ chắc chắn á, cho nên lúc nào anh Giang cũng há miệng ra nè, mà mỗi lần xong là cứ bột nó miệng. Thằng gia lô này tao há miệng làm gì? Bột không để mà sao bột đến mặn quá vậy? Không há miệng mà ăn được 1 ký rồi đó. Mặn nha, mặn nha. Nhưng mà không nha, nhưng mà lời nguyền đúng nha. Anh Giang vô đội nào gửi anh tôi nha. Bây giờ có kêu vô nữa nha. Tôi chính là người của ban tổ chức. Luôn phái tôi vô những cái đội là mà ba người ba người. Tại vì ban tổ chức cũng không thích tôi lắm. Thôi nhưng mà cặp mày vui lắm, chơi thêm 1 lần nữa được không? Bây giờ mình không chơi cái bông, mình chơi cái búa không? Chơi. Có khác gì cái búa đâu. Chơi. Người ta là đẩy nhẹ vậy thôi. Chơi. Còn nó là... Cái mặt anh ngoại trừ cái con mắt lên, chỗ nào cũng đầy bột. Cái ngưng cổ mình nè. Vậy là ngưng panda gì đó. Cặp tiếp theo đi. Ai? Thẻ có những cú cười không ai hiểu. Cú cười không ai hiểu hả? À? Cười không ai hiểu. Xì xăm trước, xì xăm trước đi. Có thật sự là biết đeo không? À, nhìn ngược ha. Xì xăm đó, xì xăm đó. Tôi được. Cần săn sóc viên. Gọi sẵn tiếng trên cho tôi. Rồi, ok, đã có. Anh trai, trước khi mà làm em có một cái sự thương lượng với anh trai. Ok. Tụi mình có những dự án chung với nhau. Oh yeah. Nếu như em có vấn đề thì anh trai cũng kẹp. Anh hiểu mà, không sao đâu. Tôi nghĩ đó không phải là lý do chính đâu. Lý do làm mấy cái này nè anh nghĩ. Đó, giờ này kinh tế cũng khó khăn. Anh ra lực thử cho Như yên tâm nè. Sao lấy bên này nhanh vậy? Học võ mà. Học võ mà. Không, hổn trời đánh. Ông dám đánh anh mình. Bây giờ mình là ban tổ chức mua giùm tôi 2 trái sầu riêng được không? Thôi, bây giờ chơi đi. Tụi chơi đi. Tụi chơi đi kìa. 1, 2, 2. Ê. Ủa? Được. Ổng giam mạnh. Ổng giam mạnh hồi đó tới giờ. Thủy thôi. Được rồi. 3, 2, 1. Bao. Không hỏi là anh không ra. Hỏi giống ra. Hỏi đi anh ra gì? Em ra gì? Em ra cái búa. Em ra cái búa. Dạ. 1, 2, 3. Búa. Một cái búa đầy sự mưu mẹo. Nhưng mà trước sau thì chẳng được. Bây giờ ai trước? Ai thụi trước? Thụi trước. Để thụi. Thụi chị bất tỉnh luôn là chị khỏi chơi ơi, giọng em, ai. Em nói nghe nè, tại vì em không có thời gian để đi sửa lại một số chỗ đó. Nên anh giúp em. Anh chưa bao giờ nặng nề với phụ nữ, ngoại trừ Lan Ngọc thôi. Hả? Em bắt đầu đếm nha. Anh Lực thuận bên nào? Anh thuận tay trái. Anh thuận tay trái của anh trái. Trái là bên này. Ủa? Trái là bên phải chị đó Như. À, trái là bên phải. 1, 2.
Ba. Ba. Em qua chưa? Qua rồi. Qua xong rồi. Ngay tay lắm, thuận cái tay lắm. Thuận cái tay lắm. Mưu cái tay lắm. Thôi chị bên đội nào vậy? Mưu mèo lắm nha. Thuận cái tay lắm. Đừng có bắt chước anh Giang mà đúng rồi nha. Đúng không vậy? Bà Lan Ngọc ác kìa, thuận cái tay lắm mà hồi nãy ta mới giao lưu người ta thuận cái trái rồi. Thuận cái tay lắm. Ủa? Đồng Ủa? Đội là đồ là em bác đứng Ủa? Đội em đó. Có thật sự là chung một đội bánh ngon quá vậy, có gì có bánh ngon. Bánh gì? Bột chứ bánh. Bột là chưa làm không, anh bánh. Làm nhẹ mà đâu làm mạnh. Anh Luật người trong gia đình mà anh Luật. Anh làm nhẹ lắm. Hồi nãy là anh mới thụi bên tay phải đúng không ạ? Tay trái, tay phải của em. Hay chị mất phương hướng hả? Không có việc được trái phải. Bà loạn hướng rồi. Rồi 3, 2, 1. Qua chưa? Rồi xong rồi. Sao Ngọc? Ngọc nói cậu ơi, có thuận cái tay không? Đó. Con rồi em. Tôi tin em. Tôi tin em. Sao hả Ngọc ơi? Nghĩ em nên ịnh vô mặt nó một cái. Ủa sao thật sự chung một đội không? Sao anh tin em vậy? Ủa rồi dáng sao tôi tin em nữa nha. Có ai tư vấn cho em không? Bây giờ nè, giờ em muốn thắng không? Em muốn thắng. Bịt miệng Ngọc lại. Chỉ có một cách đó thôi, không có cách nào khác. Anh bịt miệng với Ngọc kìa anh Vinh. Em bịt mắt lại chưa? Em bịt mắt rồi. Rồi em đếm đi. Ủa đếm luôn hả anh? Em muốn đếm đếm. Giờ không, giờ không lẽ anh không tha cho em một cái? Anh tha cũng được, anh tha. Anh tha đúng không? Đúng rồi. Anh tha. Em xin phép. Đếm đi. 1, 2, 3. Hỏi đi, hỏi Ngọc nói chuyện chơi. Không có hỏi nhưng mà nghe cái bụt là tôi biết rồi. Sao biết được? Tôi biết là thuận dữ lắm rồi. Hỏi Ngọc đi. Hỏi hỏi Ngọc ơi, có thuận không Ngọc? Hồi nãy tôi nghe lý trí nè. Ngọc vậy là chắc minh nghịch rồi. Minh nghịch. Như vậy là tiến luận 3 lần đều chính xác 3 lần. Tất cả là em nên liên hệ Linh Duy Lan Ngọc. Tôi nghĩ vậy nè, bây giờ mình đừng chơi này nữa. Tất cả đứng một phía, một mình Ngọc ngồi đây thôi. Tất cả đứng một phía, một mình Ngọc ngồi đây thôi. Thiệt á? Rồi chơi thôi chứ. Trời đất cười ai biết. Tôi thấy chắc bên nghịch rồi. Cái lần đó là tôi nghĩ chắc bên nghịch rồi, là không phải là bên trái nữa cánh. Ai chơi lại? Nhưng mà đâu ai vậy mà chị Như ngờ ngạch đến mức độ. Ai lần bên này là đổi qua đây kiếm đâu. Trời ơi. Chị nghĩ là người ta đó không ra. Trong lúc em bình mắt có một bàn tay vàng khều em kêu qua bên này đi làm mẹ dạ đi. Dễ lồ đó, dễ lồ đó. Thằng lồ. Anh tha đúng không? Đúng rồi. Anh tha. 1, 2, 3. Thằng lồ. Hết hồn hết vía. Tự nhiên cái mặt nó rất là căm phẫn luôn á. Thằng lồ. Thôi nói thằng vàng đi trời ơi. Tại vì em nghĩ là nếu mà chị qua bên này nữa lần thứ 3 anh Luật sẽ biết. Trời ơi. Chị qua bên này. Sao mà biết? Tất cả là do cái tiếng cười của cái chị Ngọc hết trơn. Cái điều quan trọng là cái lồ này là đội của chị Lu. Không. Thôi mình mới có Luật đi à. Còn Luật về nữa, Luật về ok lắm. Rồi vô. Vô. Ê, không có cười mồi nha. Không, anh coi đẹp đấy nè. Ủa chứ chẳng lẽ em cười cho anh không cười cho đồng đội em. Anh ơi, anh nói anh thương em mà ba cú là vô chính điện không anh? Không phải em ơi, tại vì anh nghĩ là hai trái một phải. Rồi Luật đếm đây. 1, 2, 3. Trời ơi quá vừa tầm. Phải trái. Hỏi Ngọc kìa nhớ. Bên phải phải không Ngọc? Thật quá. 1, 2, 3. Vậy á, vậy chắc sai. Ủa bên phải mà. Phân biệt được trái này là bên phải mà. Tự nhiên, cái lượt của Thải Như nó thuận lượt.
không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ lòng trời thương. Nói chung là em bị tôi thao túng tâm lý rồi. Tập trung thôi. Tiếp tục đây, tiếp tục. Nói mèo thôi, mèo không có được lại. Rồi em vậy, không biết cách phải. Nhưng mà tự nhiên giờ có được quyền nhắc là sao trời? Có ai nhắc em đâu, anh đâu có ai nhắc đâu. Như vậy là hồi nãy Luật thắng 3, mà bây giờ Bình Như đã thua một lần rồi, cho chơi nữa Luật cũng thắng. Thôi kệ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà vẫn phải. Đúng rồi, anh sao á? Ác cái lực quá. Ác gì đâu anh ơi, anh em không à. Rồi. Trời ơi, tôi mở mắt được không? Tôi sợ là tôi sợ cho tôi không được lòng mấy bạn này, cái tôi không được. Nó kéo nhỏ này lên tôi chết luôn à. Không có chơi chơi rồi kéo nhỏ lên không nha. Đâu, không ai làm không gì có đâu. Kéo ai kéo luôn. Ai mà kéo. Tụi em thích anh hoảng sợ vậy đó. Đúng rồi. Bây giờ nè, Lan Ngọc, để trò chơi cho nó công bằng, em không được nhắn mà không được mỉm cười, cũng không được gì hết trơn á, đồng ý không? Tất cả đều không được nhắn hết. Ngân, vậy okay. Anh đi. Ok. Rồi. Anh tin em, anh tin em. Tin dạ. Không ai được nhắn. Rồi. Rồi nói đi. 1, 2, 3. Hay quá vậy. 1, 2, 3. Hay quá vậy. Hay vậy. Ủa sao hay vậy? Không hở luôn hả Như? Không anh. Cảm nhận em ơi, im lặng để mà chơi cho đàng hoàng. Ba, ba đó là cái gì? Trời ơi, đúng không? Em hỏi chúng không? Thẳng đúng. Mặt, kéo lên đi. Nhìn mặt. Cái gì ta? Tôi làm em nhẹ nhàng lắm. Sao em quánh tôi muốn gãy cổ luôn. Sao mạnh bằng tôi hồi nãy Ngân? Ngân nãy đang ban thử cho tôi mà. Một cái bộp. Ok, thôi vậy mấy đứa nhắc đi, cho vậy nó nhắc vậy mà chưa có nhắc ra. Chứ không nhắc đau đớn quá. Không nhắc đau đớn quá. Rồi, rồi thôi, anh cho nhắc rồi. Anh cho nhắc rồi. Nhưng mà nhắc không có nhắc lộ. Nhắc tinh tế, nhắc tinh tế. Ok, ok. Nhắc tinh tế. Rồi, 1, 2, 3 đi. 1, 2, 3. Rồi. 1, 2, 3. Rồi. Ủa, ai vậy? Sao hay vậy trời? Sao hay vậy? Như mở mắt ra Như. Như mở mắt ra Như. Sao hay vậy? Chương 3. Chương 3. Chương 3 con biết con sai rồi Chương 3. Con anh như siêu nhân gao trắng. Con đánh ai mà con đánh 2-3 lần. Dưỡng ba lớn nhưng dưỡng ba có cảm xúc. Thường là một chạm. Dưỡng ba nghe bụp bụp. Con chơi hai cánh luôn. Dưỡng ba tại lồn nó suối con. Tại lồn nó suối con. Thằng lồn. Lại là thằng lồn. Thằng lồn. Mà chung đội mà không lẽ em suối được. Thằng lồn nó dưỡng con dưỡng ba. Nói chung là vừa rồi là Khả Như là dù có thắng 2 lần liên tiếp nhưng mà vẫn thua ở lượt trước. Bởi vì Luật thắng 3 lần, cả như là mà cũng thua luôn rồi anh Giang. Đón mò sao mà cũng trúng được 2 cái. Bây giờ còn người chưa chơi đó là Lan Ngọc. Nhưng mà đội em cũng thua luôn rồi. Đâu, thua không phải chơi. Hồi nãy tôi thắng rồi, tôi chơi đâu. Lên chơi. Ủa, sao dùng cái nẻo dưới luôn rồi. Đây, để thăm nhớ luôn. Anh muốn em phải chết. Thôi em sợ quá, tự nhiên bây giờ sợ quá. Xuống. Em không có tin ai hết á, giờ em không tin ai hết. Giờ em cứ thẳng tay cho anh. Trong cái đội này em không có tin ai hết. Tao cái cuộc hồi nãy nè, tao cái trận hồi nãy nè. Quán tô xì đeo vô. Nghiêm túc, ở ngoài mình có thể nhắc nhưng mà phải có hai phe. Phe nhắc đúng và phe nhắc không đúng. Để cho người ta tự hiểu. Chứ còn có một người cái người hé hé là người ta biết rồi. Bây giờ đừng ai đụng chạm vào luôn không? Chơi đang ngoài nghiêm túc. Rồi, nghiêm túc. Ủa sao tự nhiên tới đó cái nghiêm túc vậy? Nãy giờ tôi không nghiêm túc. Ủa chứ tôi cũng đâu nghiêm túc đâu. Không, nãy giờ anh là nghiêm túc nhất luôn á. Nghiêm túc, ông cũng lông hổi luôn á. Có ai nhắc gì đâu. Có ai nhắc gì đâu. Chị Ngọc. Em chứng kiến thôi. Em không tin ai trong này hết đó chị. Em bắt đứng tôi. Chị ra cái bao. Chị ra cái bao đúng không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ồ, hay lắm. Trời ơi kìa. Chị Ngọc khép kẹp người ta luôn rồi kìa. Hôm nay đàng hoàng nha, rồi kéo mặt xuống đi. Chơi đàng hoàng nghiêm túc. Mình chỉ có hỗ trợ cười thôi. Trời ơi em không tin ai hết. Nhưng mà cái lượt cuối là tôi bị chơi đúng không? Không.
nãy giờ là được chơi hết không em Mỹ? Nãy giờ là được chơi hết. Mà quan trọng là chơi hơn Giang hay chơi đàng hoàng thôi. Anh nghĩ sao mà anh không bị chơi? Vậy thì tôi chơi em 3 vòng luôn. Rồi, nói đi. Nói chuyện em nói trước đúng không? Em nói trước đúng không? Ơi. Em nghe nè. Chị chơi đàng hoàng với em. Nha, nhớ đàng hoàng nha. Đúng rồi, bởi vì em là khách mời. Những người đến đây luôn được đối xử tốt. Không, em có coi mấy tập chính rồi chị. Chính gì vậy mà không khách mời nào xuất hiện lần hai? Để đây. Hello, em đây. Chị thuận tay nào chị Ngọc? Chị thuận tay trái như anh luôn. 1 2 3. Rồi, ok. Rồi, chọn đi. Ha ha ha. Là bên phải đó. Ha 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 là đúng bên phải. Ví dụ như là ha 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 ha, không phải bên phải. Ha ha ha. Thở đi vàng. Nín thở rồi. Ha ha. Ha ha. Đầu tiên. Ha ha ha. Con nít nó lớn lên, nó học, mình phải cho nó học viết bằng tay phải. Em xin phép được chọn. Đâu? Đâu? Em tưởng chị chọn đúng rồi đó. Thấy chưa? Thấy chơi đàng hoàng chưa? Tay phải của chị mà. Khán giả xin hỏi đàng hoàng không? Hồi nãy chơi sao? Hồi nãy nói sao? Anh Giang vừa nhắc chị ha ha là phải rồi đó. Tuyệt vời, em yêu hết. Còn ha 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 mới là không phải. Thôi bây giờ tụi mình im lặng đó đi. Để đây. Ok ok. Im lặng đó đi. Thôi em hôn nè. 1 2 3 Nè, đây nè, đây nè. Chiến thuật. Một bài hát thôi là em biết liền. Lối cũ ta về. Lối cũ ta về. Đúng, đúng, đúng. Có thật sự không ạ? Tin anh thì chết. Nhưng mà nó có hai cái khía cạnh lối cũ á. Là một là lối cũ là vai trò bên như cũ, hoặc là Ngọc phải đập vào bên cũ. Đúng rồi. Lối cũ ta về. Tắt anh luôn, tắt anh luôn, tắt anh luôn. Tiếc, anh nhắc chị lộ quá. Em tin anh luôn. Đúng rồi, hay quá em ơi. Nhưng mà anh nói vậy là chị Ngọc đâu có tin anh đâu. Để chế bột vô Giang. Tiếp tục đi Giang. Tiếp tục đi. 1 2. Để em trăm người nghiêng. 3 Chà, dẫn lối cũ ta về à. 3 Chà, dẫn lối cũ ta về à. Có đúng không vậy? Vàng ơi. Vàng ơi. Trời ơi, nhạc hỗ trợ nữa kìa. Nhạc hỗ trợ nữa kìa. Dưới lên là dòng. Là dòng sao? 1, 2. Dọc, thật sự luôn, mới đầu tiên thấy vừa mà giờ thấy thương cảm luôn á. Ủa là chơi khôn dữ chưa? Mà vừa được lao bên đó rồi ghi bên đó luôn. Đúng rồi, đừng ra hiểu tại sao. Em suy nghĩ nhiều lắm, vậy em nghĩ là... Hiểu là lao bên đó xong rồi ghi bên đó luôn. Thì ý là cho Ngọc biết là ha. Sao mà chị Ngọc biết cái kiểu đó được? Sao, tại vì người già nghĩ Ngọc thông minh thôi. Đánh giá cao là Ngọc quá. Đánh giá cao quá. Ủa vậy em sai hả? Mà password là cứ lối cũ ta về nha cưng. Chỉ cần em, bây giờ chỉ cần em nói lối cũ ta về là chị Ngọc sẽ cười liền. Là em biết ở đâu. Không cần nhạc nền, tất cả em lặng hết. Đó thấy không? Tự cười thấy chưa? Cứ lối cũ ta về là cũng sao? Trời ơi, con gà chiến này tôi rành dữ lắm. Nếu như mà em có chịu điều gì thì tất cả là do em xứng đáng. Nghe Ngọc. Đếm đi Ngọc. Đếm đi chị. 1 2 3. Hát đi em. Em đã thấy cái chân ở bên trái rồi chị ạ. Sao mà im lặng, sao mà im lặng? Hãy nghe tiếng chị Ngọc cười. Sao cái tiếng cười em nghe nó đâu ở dưới đít đó? Cái gì? Tất cả im lặng nè, tất cả im lặng nè. Nghe tiếng chị Ngọc cười. Chị Ngọc ơi, cười nào. Lối cũ ta về. Lối cũ ta về. Em bị đánh giá chị Ngọc quá rồi. Em nghĩ chị Ngọc bé con gạo. Bé Ngọc cười bên đây nghe rõ ràng cười làm mạnh luôn. Nhưng sao vậy? Đúng vậy đó. Không, em bị điếc cái lỗ tai bên này rồi anh ạ. Em nghe cái tiếng cười đâu dưới mông á. Chán quá trời. Chán. Tiếp tục. Em còn hai lượt nữa đúng không? Đếm đi chị Ngọc ơi. Đếm đi Ngọc. Oh.
những nụ cười hờ hững đâu. Em để sát chút xíu nữa làm nghe. Chị Ngọc đang cười dữ lắm rồi. Trời ơi, chị đi trước. Không phải đâu. Ok. Ba. Ba. Trời ơi. Con bé Ngọc cười thành tiếng hai lần. Đây, em xin từ đó nha. Quê rồi, quê rồi. Ủa quê đó. Trong đời em quá tệ luôn á. Trời ơi lồ. Dở thiệt luôn. Yeah, lồ. Người ta cười khúc kích, khúc kích gì luôn á. Ngọc chơi, đâu phải chị chơi đâu em ạ, chị. Lẹ lên đi lồ, cơ hội cuối của em đó. Một. Ủa lên em xin lỗi chị Ngọc lô chứ. Bà tự hô, có tự né luôn. Không sao, bình tĩnh, bình tĩnh. Một, hai, ba. Trời em ơi. Bỏ tay ra, em bỏ tay ra, tới em cười thành tiếng là ta nghe liền. Lối cũ đúng không chị? À, nãy giờ lối cũ hoài, gặp khó cho chỉ, trời. Chỉ cái lối khác lối cũ xong đi đường khác. Giờ em sẽ làm theo cảm tính. Đúng rồi, nhiều khi cảm xúc vẫn nói em về được cảm giác đó. Trời ơi, chương trình này toan tính, chưa thắng nữa cảm tính. Ồ, nó cười rung nền luôn mà, chơi không được thì thôi. Ngọc có năng khiếu cười quá ha. Ừ. Nó cười mà mình mới thấy mệt sao luôn á. Sao có thể cười mà ém được hay thiệt. Thấy không, nhiều khi cảm xúc đưa cho em đúng. Chết rồi. Như vậy ở lượt này thì Lan Ngọc vẫn thắng. À, cặp đối với bên ai thắng? Của em quê. Quê. À, cặp của anh là thua rồi. Dạ, em thua đó. À. Vậy là đòi em thắng. Yes, xin chúc mừng. Ước mình cùng bay. Phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Xem trọn bộ duy nhất trên VN.